Ôi. À. Nên đến đi Phước. Đông lắm Phước. Ấy trời. Phước sắp chết rồi boy. Ôi, Uron lại đây coi nè, what the lại coi mấy cái gậy. Nó chạy qua bển luôn rồi, trả nhiệm vụ một lượt luôn rồi. Ừ. Mạch máu. Ừ, mạch máu. Nó chạy đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Chạy đi luôn. Tại vì mình có cái upgrade voi rồi đúng không? Ừ, có cái voi rồi, đi luôn rồi. Nãy giờ Phước không chịu đi ngủ. À, đấy, quên xin lỗi. Đập cái thằng nô lệ này đi. Ừ. Còn bắt rờ rau á. Ừ. Mày có xia xia. Yeah, yeah. Trời chúng nó truyền xong cái đống gậy rồi. What the heck? Ghê vậy sao? Damn. Chúng ta sẽ có những cục sắt đầu tiên chứ không ạ. Phải đem đi nung nữa. Không nạn nào xây cái này nhìn kỳ cục. Này với chúng tôi nè. Jenny tàn phá. Không hết chỗ rồi. Úc. 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 Ủa. Ê từ từ à, khoan đã, cái đống bên này đâu rồi? Bùi đập hết rồi. Thế chuyển giường qua đây đi. Phước, qua đây làm cái nha, cái giường làm chỗ ngủ. Là okay. Sau này để sau này ở đây làm gì? Ừ tạm thời để giường chứ cũng được, mai mốt tháo. Okay. Ui trời. Bạn sớm sáng rồi, phải. Nhanh đặt giường xuống đi ngủ. Let's go. Đẹp. À, quên. Sao cầm con cá vậy không bị? Sắp xếp luôn. Ok, hết. Và thế là hết sắp xếp. Không muốn liên kết thì tắt đi. Ủa nó bảo là chỉ được kết nối với một cái pipe thôi. Ủa mình cũng kết nối với một cái pipe thôi chứ mấy. Đinh đinh. Ta có một thằng bạn tên là James, nó ăn cắp. Vậy ta đã từng làm cái series và tao đã thấy nó ăn cắp. Đúng rồi, nó ăn rất là nhiều. Và tao cũng vậy. Ta chỉ cần... Wow, VIP đỉnh nó. James biết chế tạo à kìa. Biết chế tạo gì vậy? Chú chó thông minh. Chú... À, đưa cho nên cho em vô à. Chú chó thông minh sao? Ok, cuối cùng cũng đã tới thiết kế cuối cùng. Nghe kỳ vậy. Nghe đúng kỳ luôn. Giờ đặt cái TV nữa là Netflix luôn. Rang cấp sắt rồi. Mua cầm nhiều sắt ra vậy để làm gì? Ồ, lấy hết sắt rồi. Để lại một cục rồi. Bù có cái bàn làm việc bên này. Minh được. Vô. Quá ta cho nên đây ta. Quá ta. Ê, chạy đi nha, chạy đi. Lên, đi đi lên nha. Tao nghĩ là mày khoan làm ở trên này bên này. Khi nào mà tao lắp mấy cái máy kia vô rồi mày trang trí luôn một lượt. Giờ mày thích thì mày trang trí cái chỗ này này. Mày biết nói gì không nghe gì? Ừ nói gì vậy? Ừ nói gì? Đã mở rộng cái khu này cho tao đó hả? Nghĩ hào. Cái gì? Bạn vừa nói vậy? À, sao mà nói sao mà? Sao mà? Cái cậu mắt nhẹ. Cái cậu mắt nhẹ. Nói tiếng Trung. Ủa? Ni hao ni xuống mi xi mi xi ya yang. Đã có năng lượng nha cho em. Phước tiện đường lấy cho anh mấy cái gỗ bạch dương. Ok. Nó vô năng lượng rồi chị ơi. Chị em. Nó vô năng lượng rồi nè chị đi. Look at the shit. Gì? Rồi nó sẽ làm ra cái gì đây? Thì làm để trả nhiệm vụ thôi mà. Lấy đi. Ủa, dưới đây là cái gì vậy ta? Dưới đây phải là lava không ta? Tao cảm giác là nó bị lệch. Kiểu nhìn tổng thể nó bị lệch qua bên phải đúng không? Ừ, nó chạy bên phải, bên phải mà. Mình vô sâu hơn đúng không? Ừ. Ok. Đâu sao đâu? Tại vì ở hai phòng này cũng đâu phải hai phòng đều nhau đâu. Ủa, Phước mang hết đống đồ đi luôn à? Quần áo đi hết rồi. Ủa, mày phải mang hai bộ chứ. Mình thích thì mẹ không mang bộ lửa thôi, mang bộ lửa thôi. Tại bộ nước mình bơi qua là cái một là xong rồi. Đi qua, đi qua. Rồi vậy? Đâu rồi? Không. Xuống đây. Anh okay. Chui xuống rồi. Lava. Em đập thẳng xuống dưới giống như núi nha. Đập chứ, từ tao chỉnh lại xong. Cái búa của Jenny nhìn shining vậy.
Mày hack à? Đó, cái búa của Chris Marine. Mấy cục đá này quan trọng. Ồ, các linh hồn. Các linh hồn có sẻ ngon. Không, one day my shit. Có sẻ ngon. Đập tay, ơ kìa. Úi dồi, trời mới hết hồn ba. Sẵn hư rồi nha. Ráng đi, xuống tới cái đá dưới là cần cái gì thôi mà đúng không? Ok. Nếu mà tính ra ở đây vẫn là overworld mà. Display rồi kìa. Display rồi. À, thôi đi lên. Ê, lấy cho đủ rồi. Rồi, lùi lại xếp rồi. Follow rồi. Thêm một đất nữa, mới được. Rồi, khu này xong rồi. Có vẻ là vậy. Khứa nào vậy? Mang sống nhăn quá nha. À, tháo cái dây điện màu cam ra luôn. Oh no. Hèn chi tao lượm được cái dây điện màu cam của thằng nào đó. What the fuck? Hèn gì? Ai cái này đưa em hả? Ừ. Đó, à, bây giờ mình muốn có play đúng không? Rồi quăng cái này vô nè. Đó, giờ anh em mình có play xài nè. Nhét vô. Như đây à? Ừ. Rồi đó. Có play xài rồi đó. Đó, như thế là vĩnh viễn luôn đó. Đây nó sẽ chuyển đi đâu? Không, đâu chuyện đâu, nó xuất hiện đây thôi. Cái màu cam là năng lượng, nó truyền vô cái máy này. Còn màu vàng là nó truyền lava vô. Còn cái miếng mà nãy mình mới vừa chơi vô, nó giống như cái khuôn để làm bánh vậy đó. Thì đây là cái máy làm bánh, rồi nó ra rồi đó. Ủa, làm bánh? Ra ra đi. Cái làm bánh, ủa mày con. Tôi nghĩ là mấy cái căn phòng này thì để ra ngoài này đi. Và căn phòng tiếp theo mới thuộc, à thôi khỏi. Rồi, cái gì nó cũng đối nhau. Chậm. Mày nghĩ là nên âm tường kiểu này thôi hay là bít luôn cái màu cam? Hay là vắt cái màu cam lên trên nhìn cho đẹp. Vắt màu cam lên trên này đẹp như đẹp nè. Nó hơi vướng chỗ tí xíu. Nó vướng chỗ để truyền ra mà. Bởi vì tao muốn đi âm tường để mấy cái bên ngoài để nó truyền đồ hay là gì đó. Takaki teta. Nào trên đi. Cái này của mày. Này, cũng biết. Biết đi cần đi. Mày thấy thằng Jenny đang cầm cái phóng lợn không? Nó chuẩn bị xiên mày. Để nó không lên ta. Cái gì hợp vậy? Đâu? Là bầm bên tụi bay á hả? Cái lava này nó không lên lạ vậy đấy luôn á. What? Cái gì này không lên? Vô lý. Nó nhỏ kìa, nó có nhỏ xuống này. Nó vẫn là tính năng của Minecraft mà nó không lên. Ngày của mình sẽ thành Megabay rồi. What? Rồi, sao? Má sao mày biết vậy? Sao mày biết mình sắp thành Megabay? Góc này của mình đẹp vậy. Nếu mà bắt đầu từ đi ra khỏi cái chỗ này là kiểu... bắt đầu đó là cái trần tao làm bắt đầu cao lên nè. Ôi, thấy chưa? Cái này có mấy cái mía mọc lên giờ nhìn đẹp hẳn luôn. Nhìn kiểu 3D đằng sau vậy. Chỉ đi cỡ phụ vậy. Lấy mấy cái nho mà mọc. Hình như nó chỉ... Em thử lấy mấy cái nho mà mọc trên trần đây anh. Đây. Mình thử coi nó có mọc được trên này không. Ủa. Ủa thế thôi. Bây giờ anh mấy cái bột xương đi. Đấy. Cái củ bu nhìn chất lượng liền. Cái nhà mình giờ kiểu thân thiện với thiên nhiên rồi nè bu. Đấy, bây giờ mà có rêu nữa thì thằng tao ngồi tao đắp. Đắp hết cái khu này. Mày bấm cái máy, mày tìm mày tìm tên cái máy này coi mày có cái cách hoạt động nữa coi. Cái này tao nghĩ mày phải để nó ngay cái cây luôn á, chứ không phải mày trồng. Nè. Phước cắt tỉa mấy cái nho đi Phước. Bây giờ Phước có dùng cái kéo Phước tìm cái độ cao thích hợp nhìn cho đẹp đẹp á, giống vậy nè. Nếu mà cao tới đây thì em chỉ cái kéo đó cắt thì nó sẽ không rớt, nó sẽ không xuống nữa. Ôi. Oh my. Don't come to my house. I will send your team a blood. Rồi ngày bao nhiêu, rồi ngày hôm nay nè, tụi mình làm được cái máy tự động tạo ra đá để tụi mình cú đá. Đá cuội hả? Cái đó tao dừng rồi, nhưng mà muốn thì tao làm lại. Ý là tự động tạo ra đá cuội là đá gì? Băng á, tao nói lộn. Ngon, để mình cú băng. Mọi người đi ngủ hết rồi, Ok. Thì này sắp đi ngủ rồi. Đúng rồi.
Ok. Thôi. Thôi vậy, làm vậy nè. Đó. Thấy gì vui chưa? Thấy gì vui chưa? Ủa đỉnh. Thấy kiểu nó nối vô. Mấy cái phòng kiểu trần nó cao lên từ từ bu. Ừ. Phòng này trần thấp thấp xong rồi cao xong rồi cao rồi. Không. Oh my god, lấy miếng. What the